Về quê để ra mắt bên nhà ngoại, cái ngày lái xe bà nhà này thì mới tôi là lạc đường, không nhớ được, lạc tới 40 cây số xem thái độ thế nào, cũng có tức trời nắng mà lạc thế, nghe nhà bố yên tâm không vấn đề gì cả, nên tôi cái ấn tượng thai này nó được đấy, có mỗi mình con rể thì không đang so sánh ai được, cái đánh so sánh với con trai vậy. Từ đấy cho đến bây giờ bốn mấy tuổi rồi chưa được ở cùng với mình bố mẹ đẻ, tôi cứ thay thế ông bà ở đây chăm nom nó và chăm nom, thế nhưng nó cầu toàn thế, gặp phải ông bà thì mẹ nhiều tuổi, bố mẹ thì hay có tính bảo thủ, mình sống ở cơ quan bao nhiêu năm trời nó còn dạy mình như thế, thì cái tình yêu thương đó sẽ giúp hai người xa lạ gắn kết với nhau. Thế em mới nói là bố mẹ em cũng giống như bố mẹ anh thôi. Bây giờ nếu như bố mẹ muốn vào ở với chúng mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh luôn luôn sẵn sàng. Xin thưa với hai và bạn dẫn chương trình và toàn thể khán phòng, tôi tên là Nguyễn Đức Chuyển, quê thì ở Bắc Ninh, dạ. Học thì ở Hà Nội và công tác ở thành phố Thái Nguyên, khu Cần Thơ Thái Nguyên. Tôi sinh năm 1943. Tôi sinh năm 1943. Và hiện nay đang sống và sinh hoạt với các cháu ở thành phố Hồ Chí Minh. Chú đây có làm chương trình với Quyền Linh trong Tình Trăm Năm. Một câu chuyện của chú cũng rất là xúc động luôn. Rồi, xin mời em trai. Dạ vâng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồ Bích Trâm. Xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Tôi là Phạm Hoàng Nam, có 22 năm làm báo, bây giờ thì đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với bố mẹ vợ. Dạ. Chú có thể cho biết là cái ngày đầu tiên chú gặp con rể tương lai của mình, vâng, thấy người đàn ông này như thế nào? Thường là mở đầu thời xưa, ngày xưa là hai em là lấy yêu nhau. Cái buổi ấn tượng đầu tiên là khi dẫn gia đình đến, hai gia đình gặp nhau ấy, thì mới biết là ông bà mà sinh ra Nam đây, dạ, cũng là bộ đội. À, là bác sĩ quân y cũng về hưu, cho nên là gặp tôi hai người nhận nhau thì rất dễ nói chuyện. Cái thứ hai thì rất cảm động, ngay phút đầu thì ông bố là nói chuyện, tôi nói là tôi ngồi với ông một lúc, tôi thấy là tôi mong hợp nhau đấy. Một thời gian sau thì tôi cứ nhìn anh này là anh không được béo tốt như bây giờ đâu, ở đó là gầy ốm, ở trong này là ốm ấy, nhức nhát. Giữa cái buổi mấy kỷ niệm mà buổi đầu mà tôi bắt đầu ấn tượng với anh này là sinh nhật của đứa cháu mà con anh út ấy, đông lắm, Hà Nội thì ở nhà chung cư thì nó cũng không được rộng lắm, nhưng mà nhiều người đến. Vào hôm đấy vào mùa hè rất nóng thì anh này đến đấy thì tôi biết anh ngồi đây chơi mà thì trong cái lúc cái mùa này, hè nhưng mà lại không có đá, tức cái tủ lạnh nhà không kịp làm đá và xung quanh khu vực cái nhà chỗ bộ công an ấy cũng không có đá, thì anh này xung phong anh đi ngay, tôi bảo này ấn tượng tiên là trông thế thôi nhưng mà nhanh nhẹn tháo vát, thế mà anh người ta đi mua không được, em lúc không phải nằm bọc đá ví đã. Thì người ta nói là về lý thuyết ấy, thì mắt lòng mắt dạ, nhưng đá nó cũng là mắt lòng mắt dạ. Yeah. Thấy nó lòng mắt dạ thật, đấy là cái ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng thứ hai là sau khi đã thống nhất nhau để tổ chức ấy, thì đi về quê để ra mắt bên nhà ngoại, nhưng mà nhà ngoại thì hai quê cách nhau khoảng 40 cây số. Cái ngày lái xe bà nhà này thì mới tôi là lạc đường, không nhớ được, vì người ta lâu ngày không về quê, người ta kiên thiết, thế là lạc tới 40 cây số. Và trong cái đó ở quê cậu ở nhà đã chuẩn bị cỗ bàn, coi cái ngày đến gặp mặt thì coi như ngày ăn hỏi và đồng tổ chức luôn, bởi vì khi tổ chức chỗ khác người ta không xa, người ta không về được. Tôi là nóng tính, tôi khó chịu lắm, nhưng mà nhịn mãi được. Thì thứ nhất là bà là lạc là do bà mẹ, thứ hai là anh này xem thái độ thế nào, cũng có tức trời nắng mà lạc thế, anh nhà bố yên tâm không vấn đề gì cả. Thế tôi cái ấn tượng thứ hai này nó được đấy, đàn ông trai em đấy, tôi thuê taxi mà thằng taxi lái nó mắng này, và cuối cùng về nơi rất thoải mái vui vẻ. Anh này mới đi Nhật và anh có một chai rượu sake hay sao anh này, sake thế này cầm đi cả họ rót mỗi người một ly, thì tự nhiên ấn tượng cái ở nhà quê là thấy ngày đầu thấy ưng nhảy, coi như là điểm 10 luôn, trọn vẹn luôn á. Cái kỷ niệm mà lần đầu tiên anh đi mua đá đó, biết lúc đó là xung quanh đã không còn ai có đá nữa, vậy lúc đó anh đi tìm đâu vậy anh? Anh chạy bao nhiêu cây số để mà mua được à? Bây giờ ba anh cũng đang thắc mắc là không biết là đá lúc đó lấy đâu ra nữa. Thực ra thưa chị là cũng rất là bất ngờ. Thật sự với anh là không nhớ đâu. Chỉ có nếu mà nói bây giờ anh chị mà hỏi là ấn tượng với ông như thế nào á, thì cái cảm giác là thân quen. Cũng giống như ông nói là bố mẹ tôi cũng là quân đội, ông cũng quân đội, ông 8 năm ở trong này, cả cái quãng thời gian đó ông xa gia đình rất là nhiều, cũng giống như bố tôi thôi. Thế thì khi mà gặp thì cái cảm giác ngay đầu tiên là nó rất là thân quen và gần gũi, không có cái cảm giác gì xa lạ cả. Nói chung là mình cũng phải lanh lẹn xưa, nhưng mà lần đầu về thì mình cũng phải từ từ một chút.
Thế thì thật ra đúng là ngày đó là đi hỏi cả tầng trên tầng dưới thì tất cả các nơi đều không có hết. Thế thì bắt đầu bằng một cách là bắt đầu nhìn thấy một cái nhà nó có vẻ nó lớn mà người ta đang mở cửa thì ra bắt đầu ngồi nói chuyện. Mà nói chuyện 5 phút xong bắt đầu cô con ở miền Nam ra đây thì hôm nay lại là về ra mắt nhà vợ. Nhưng mà bây giờ cả nhà vợ không có đá cô ạ. Mà quanh đây con đi hỏi tất cả những cửa hàng xung quanh như là đá người ta bán hết rồi. Bây giờ cô có nhà cô giúp con đấy. Thế là cô bảo hôm nay mình đi lấy vợ. Bảo dạ vâng, hôm nay ra mắt bố mẹ vợ. Mà bây giờ mỗi việc nhỏ là mua đá mà không nổi thì khó có vợ luôn. Thế thì được, cô giúp mày. Cô giúp con nhé. Thế làm thế nào hả cô? Thì tao cho hết đá nhà tao. Thế là cô vào, cô bê hết tất cả những cái đá trong nhà cô ấy, cái tủ lạnh nhá. Nhà to mà anh, cho hết mình mà không lấy một đồng nào luôn. Thế thôi, mình cảm ơn, may quá. Thế là lên là được, mà không biết là không nghĩ là cái chuyện nhỏ đấy lại ghi điểm. Đám cưới, tổ chức đám cưới này kia, rồi chàng rể với già vợ dạ. Họp nhau những điều gì? Bố nói trước hay con nói trước? Con nói trước. Con mời chú đi ha. Con nói trước. Thứ nhất ấy, là phải nói là có cái đồng cảm với nhau là anh này cũng ở cơ quan, lúc bây giờ là đang làm trợ lý giám đốc. Thế còn anh này thì ở trong này thì anh ở thành phố xã cũng là người làm việc cho nhà nước. Cho nên hai cái đó nó có cái sinh hoạt, cái ý thức rất nghiêm túc. Ngay cả cái chuyện giờ giấc chấp hành, không phải cái giờ đi làm mà trong nhà đối với các con, theo nói với gia đình người trong nhà là giờ nào là việc đấy và dứt khoát là phải chính xác. Bây giờ anh vẫn giữ cái đó. Cái thứ hai đó là cái việc giáo dục, cái việc dạy dỗ và chấn chỉnh người trong nhà nó có bài bản hơn. Cái sự quan tâm đến nào, ba con trai với người hai, nhưng mà anh ấy là con rể mà tôi có người con gái duy nhất để so sánh hai thằng con rể. Thằng nào tốt hơn, thằng nào xấu hơn thì không so được, vì tôi có mỗi đứa con gái. Mỗi đứa con gái, không có mỗi con rể thì không làm so sánh ai được. Cái đấy so sánh với con trai vậy. Coi như tốt nhất rồi đấy, con rể tôi tốt nhất rồi đấy. Tốt nhất rồi. Tôi thật quan tâm, tức là tỉ mỉ. Anh ấy biết trước những cái gì tôi cần, cái tôi thích cái gì anh ấy thì để anh ấy đáp ứng cái đó. Có thể là nhà chưa giàu, chưa nhiều tiền, nhưng mà cái gì tôi cần thì dù bao nhiêu anh ấy cũng đáp ứng được. Không phải thế ô thằng cha này cho mình nhiều thích quá khai thác thêm, không phải thế mà thế nó ấm lòng, tức là ở mới nói được. Tại sao mà lại ba thằng con trai mà ông bà không ở thằng con trai nào? Ở với con rể. Không ở với thằng trưởng này, tức là gọi anh hai đấy. Ba không ở mà lại ở với con rể. Các anh kia con lớn rồi, nhưng mà đây thì cháu bé. Mà thời kỳ anh ấy đi nước ngoài gần nhất là Thái Lan đấy, nhưng mà các nước anh đi rất nhiều. Cho nên con gái mình cũng đi, cũng công tác cho nước, cũng đi công tác. Có khi đi một tuần, nhà cháu bé thì phải trông cho nó. Đầu tiên tôi nghĩ rằng ở đây mới nói là mình ở độ năm thôi. Thế sau đó mình lại về với các anh ngoài kia. Thì ở đây con nào cũng thế thôi. Nhưng mà ý thương cháu, lại thương chúng nó. Không trông cháu thì nó không làm ăn được. Mà nó mới có học lớp 5, lớp 6 thôi. Không thể tự nguyện mà cái nhà nó mênh mông thế. Cũng ghê. Tình cảm nó gắn liền với nhau luôn. Cái chính là sống với anh này là sống được. Anh biết điều, biết quan tâm. Câu nói này thì không biết có quá không, nhưng mà anh coi tôi như là bố đẻ ra anh ấy. Bởi vì thế này, tôi có cảm nhận thấy về cái này. Khi anh mới 20 mấy tuổi có vợ ấy, anh đi ra làm việc. Tức là rất là không phải ở riêng mà đi vào trong này. Và từ đấy cho đến bây giờ 40 mấy tuổi rồi, chưa được ở cùng với mình bố mẹ đẻ. Được tôi và nhà tôi, hai ông bà vào ở nó thì nó cảm thấy là nó có một cái tình cảm như là bố mẹ đẻ ra. Cái tình cảm bố mẹ với con nó khác, chứ không phải là ví dụ anh em bạn bè vợ con nó khác. Bố mẹ nó còn có một cái tình cảm là ruột thịt máu mủ nữa, cho nên mà anh không được hưởng cái đó. Thì tôi và nhà tôi bảo nhau, tôi và bà nhau, tôi cứ thay thế ông bà ở đây chăm nom nó và chăm nom đâu phải như ngày xưa làm rể, giờ còn sướng hơn nữa, thấy không? Bố mẹ vợ chăm sóc con cái cho mình đi làm. Con không biết là ở nhà là chú với lại anh thì có những cái chuyện nào mà từng xảy ra xung đột chưa? Không bao giờ là tròn những viên bi được. Nhưng mà nó không phải là lớn, nó không mang tính chất cơ bản. Nói ví dụ, anh là có cái tính là rất là cầu toàn. Tức là ví dụ là những đôi giày, đôi dép phải để chỗ nào, ví dụ thế. Thế nó tốt mà, thế nhưng nó cầu toàn. Thế gặp phải ông bà thì lại nhiều tuổi, bố mẹ thì hay có tính bảo thủ. Anh ông nào già bảo thủ, ba cái quyền linh của già cũng bảo thủ. Thế con giờ cũng già rồi, bảo thủ lắm. Mình sống ở cơ quan bao nhiêu năm trời, nó lại còn dạy mình như nhưng gọn gàng ngăn nắp, nhưng thực tế mà nói thì nhắc thế không thừa. Thế nhưng mà thì họ nhắc ấy, thì bà lại cho biết mà mình cẩn thận quá, cái đôi dép mình để này nó còn nhắc nó để chỗ kia, thế là ở chỗ đấy cẩn thận quá. Như sau này bà ấy, rồi bà cẩn thận hơn cả con rể, lúc nào cũng sạch bóng. Khi về Bắc chơi hoặc là đi đâu thì
về là lộn thuộn dọn mấy ngày mới xong. Nhưng khi bà ở nhà lúc nào chạy bóng thì con giải thấy rằng ồ, mẹ mình còn tu đá còn gọi đá hơn cả mình. Tức là em sống ở trong này rồi sau đó mới tìm hiểu vào xã, mới ra ngoài Bắc. Và câu chuyện thì khi mà tìm hiểu với nhau thì bắt đầu có cái câu chuyện là sẽ ở Nam hay ở Bắc. Tại vì cơ thể của em nó không thích hợp với thời tiết miền Bắc nên là buộc lòng là phải ở miền Nam. Thế thì bây giờ nếu mà khi mà vợ chuyển vào thì như thế nào? Em và bố em hợp nhau nhất ấy, chính là yêu bà xã em. Tại vì em yêu bà xã em hết lòng và bố em cũng yêu bà xã em, bố mẹ em cũng yêu bà xã em hết lòng. Thế thì cái tình yêu thương đó sẽ giúp hai người xa lạ gắn kết với nhau. Lúc mà chuẩn bị về ở với nhau thì mẹ em có nói, vợ em có nói là thế bây giờ bố mẹ thì như thế nào? Thế em mới nói là bố mẹ em cũng giống như bố mẹ anh thôi. Bây giờ nếu như bố mẹ muốn vào ở với chúng mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh luôn luôn sẵn sàng. Hai bố con thì chúng ta thấy một điều rõ ràng, đó là mỗi người là một cá thể. Và ông bà thì lại là gần 80. Cái sự khác biệt đó hiển nhiên là phải như thế. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến cái tính phù hợp. Thứ nhất là phù hợp là đầu tiên là về hoàn cảnh gia đình. Yêu thương con cái cũng như thế, rồi chăm chút con cái, tất cả mọi thứ đều như thế. Bố thì gặp bố một lần thôi là đã biết rằng bố là một người nóng tính, một người thích chỉ huy. Cái nóng tính của ông ấy sau khi mà tìm hiểu ông rồi thì mới biết là ông làm cả một quá trình công tác và chiến đấu, chịu rất là nhiều thiệt thòi. 8 năm xa gia đình, xa vợ con mà không biết sống chết như thế nào cả. Ông 3 lần chết hụt. Rồi sau khi về lại từ 68 đến 76 ở trong này, rồi ra ngoài Bắc thì ông gọi là cái đường công danh của ông không được như người ta. Thế tính ông thẳng, ông nóng. Ngược lại ông lại bị những cái điều mà phát triển công việc nó không được tốt. Mình hiểu điều đó và mình bảo là bố mình nóng tính là vì những điều đó, chứ không phải bản tính của bố là xấu, mà cuộc đời và những cái thử thách cuộc đời đã làm cho bố thiệt thòi và bố nóng tính. Rất là gần như là có gì muốn nói với bố mẹ thì phải nhờ vợ nói. Chứ mình không có nói, không có chuyện gì to cả. Vào là ông bà chăm chút, ông bà lo lắng mọi chuyện. Nhưng đương nhiên có những cái chuyện mà nó sẽ khác về mặt chẳng hạn như là về mặt suy nghĩ hoặc là về mặt giáo dục, thì ông lại là rất thích nói chuyện về những ngày xưa, nói chuyện về đời lính, về những cái quan hệ xã hội trong cái nhà nước, thì em lại hợp ông. Là em thích nghe chuyện đó để em làm những câu chuyện riêng cho em để em viết báo nữa. Dạ đúng rồi. Nó tiếp thu rất dạ, là thích. Đúng. Càng nói còn thích. Dạ. Chứ nếu đó. Như không đúng cái nghề nghiệp gặp người khác nghe trời mệt quá, nghe hoài mệt. Chính xác anh đó. Là cái đấy là cái may mắn. Nó đối thoại dạ, với nhau mà. Chính xác. Vâng. Ừ. Thế thì nhiều khi là ông nói thì cuối cùng là cả nhà của mình em nghe thôi. Tại vì vợ em không hiểu được đó. Việc thứ hai ông bà là gì? Là ông bà bây giờ cả tuổi trẻ, cái niềm vui bây giờ của ông bà là đi du lịch. Tại vì từ xưa đến nay ông bà rất là ít được đi. Và thậm chí mẹ em còn một cái nỗi nữa là gì, là mẹ khổ quá rồi. Mẹ trải qua nhiều vất vả thì lúc ban đầu vào á là mẹ không chịu đi. Thậm chí là đi ăn nhà hàng mẹ cũng không chịu đi. Tất cả là chỉ ở nhà thôi để đỡ thương con cái, là bây giờ đi là tốn tiền, đi là mất thời gian của con. Nhưng bọn em bảo không, bây giờ bố mẹ đã sống cho các con bao nhiêu năm rồi, khổ nhiều rồi. Thì bây giờ bọn con mà dành được cái gì cho bố mẹ thì bọn con sẽ làm. Và bọn con khi mà nói mà mời bố mẹ đi thì bọn con đã có tính toán, có xếp đặt rồi. Chứ không phải là vung tiền quá chán hay cái gì cả. Thì bố mẹ chỉ làm một việc giúp con là bố mẹ tươi tỉnh và bố mẹ mặc quần áo đi giúp con. Thì sau vài năm thì bà mới thay đổi. Và gần đây nhất thì cách đây một tháng thì bọn em có dành 10 ngày đưa ông bà đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, đi dọc các cung biển và tất cả những điểm nào mà đẹp nhất thì dừng lại cho ông bà tham quan. Đấy cũng là một cái gọi là giá ô tô. Quá hay. Thật ra là ở đây là cái hợp nhau, bởi vì em làm báo cũng có nghiên cứu về tâm lý của con người. Với lại thật ra chú nói những cái chuyện đó mình thích nghe, ngay cả chú kể chuyện của chú ngày xưa anh cũng thích nghe. Dạ, tại vì cái thế hệ anh em đúng mình, cái thế hệ của mình đó, mình thích nghe cái những chuyện đó. Dạ. Thử giờ gặp đứa nào trẻ trẻ nó nghe chuyện đó ráng bỏ đi. Con cũng thích nghe. Con thích nghe không? Vậy con ngồi đây đi con. Dạ, tại giờ xưa ba con cũng đi bộ đội xong ba cũng hay kể cho con nghe. Vậy ạ. Có những cái câu chuyện mà mình cũng khó nói nữa. Bây giờ mình qua đây để mình tìm hiểu thêm về cái cuộc hôn nhân của mình cũng như là mình ở với lại ba mẹ vợ như thế nào nha. Mời anh ạ. Dạ, mời anh qua đây ạ. Cảm ơn chị. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tinh dục số 1 tại Việt Nam. Suy giảm nội tiết dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Thì có bao giờ mà anh ở chung trong một gia đình có ba mẹ vợ rồi con của mình rồi hai vợ chồng có gây? Có một điều tự hào á là vợ chồng mình lấy nhau á thì chưa bao giờ cãi nhau. Thật sự cái thời gian mà tìm hiểu á thì đương nhiên có may mắn là khi mà gặp nhau thì bọn mình đã giống nhau đến 70-80% rồi. Nhưng mà 20% còn lại thì phải rất là nỗ lực. Thế thì khi mà có chuyện xảy ra thì bảo ồ, chuyện đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Dạ, em ngồi đây giống như là em đang đi học tư vấn hôn nhân vậy đó anh. Hôm nay ông mới mất cái răng cửa. Thì một chút xíu nữa trong chương trình mình sẽ chở ông đi làm lắp răng ngay. Tức những cái rất là nhỏ. Bởi vì thực ra bây giờ ông lớn tuổi rồi, ông đâu cần gì to tát nữa đâu. Dạ, ông rồi. Chỉ cần cái sự quan tâm. Dạ, đúng những rồi. Cái quan tâm rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ của con cái thôi. Dạ. Thì những cái việc đó trong tầm tay của mình mà.
quan trọng là mình có quan tâm đến ông thật không. Bản thân mình thì mình cũng nhận được rất là nhiều tình cảm từ bố mẹ vợ. Ông bà chăm chút cho mình từng ly từng tí một. Lúc mình ốm là ông bà bê cơm bê nước tận nơi, chăm sóc gia đình và thứ thì điều đấy thì bố mẹ là quá tuyệt vời rồi, dành hết cho con cái rồi. Em thấy được là cái tình cảm của anh với lại ba mẹ vợ giống như là không có một cái sự mà gọi là xa cách giống như là chàng rể với lại bố vợ vậy chứ. Nhưng mà có khi nào mà bố vợ hiểu lầm mình chưa? Có chứ. Hiểu lầm thì bây giờ những cái chuyện hiểu lầm thì ông bà hiểu theo cái cách của ông bà thôi. Bây giờ ông bà là chỉ là ở nhà, còn mình đi làm. Thế thì có những lúc mình về thì mình bị mệt. Thì mình mệt thì khi vào bữa ăn mình không nói gì. Tức là lúc đó mệt rồi thì đâu còn muốn nói gì nữa. Thế nhưng mà ông bà lại hiểu là than phiền với vợ mình là ủa sao hôm nay Nam nó không nói gì vậy? Hay là bố mẹ có làm cái gì? Điều gì để nó buồn? Đấy, tức là ông bà nhiều khi là lại đi suy đoán. Tức là mình có làm cái gì để con mình nó buồn, hay là mình làm gì sai mà để con rể nó phải thế này thế kia, hay suy diễn. Thế thì lúc đấy những cái chuyện lúc đấy mà nếu mà xảy ra thì vợ mình nói cho bố mẹ mình là không, anh Nam không phải là như thế, anh Nam không hề giận bố mẹ gì cả. Tại vì bây giờ bố mẹ đừng bao giờ nghĩ là bố mẹ sai gì hết. Cái một cái hay là gì là khi ông bà sống với vợ chồng mình ấy, thì ông bà có những cái thay đổi rất là đặc biệt. Ví dụ như là trước đây ông bà là không bao giờ nắm tay nhau. Tại vì đời xưa mà. Và thậm chí vừa rồi chương trình Tình Trăm Năm á, thì ông bà mới kể là ông bà còn chưa bao giờ hôn nhau. Thế nhưng mà khi mà về sống với vợ chồng mình thì thấy hai vợ chồng mình rất là tình cảm với nhau, đi đâu cũng nắm tay nhau cả. Thì bây giờ ông bà thay đổi và chuyến đi chơi vừa rồi là ông bà dắt tay nhau đó. Đó là những cái mà mình thấy là ông bà thay đổi rất nhiều. Có thể là cuộc đời còn rất là nhiều vất vả, nhưng mà bây giờ là thấy là bố mẹ khi mà ở cái tuổi này, thứ nhất là ông bà vẫn là khỏe mạnh, thứ hai là ông bà vẫn còn rất là hạnh phúc khi được ở với vợ mình. Không biết chú nãy giờ chú có nghe không ạ? Chắc là bây giờ đến bên kia. Dạ đúng rồi, thôi bây giờ mời anh về bên kia ha. Bây giờ vẫn nghe. Dạ. Đây là hai chú cháu vẫn tâm sự riêng. Dạ. À, như đây cũng hợp nói chuyện đó nè. Dạ. Có nghe anh nói là từ ngày mà chú vô đây ở thì có những cái thay đổi rất là tích cực. Chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ nắm tay nhau. Vậy mà bây giờ lại đi du lịch rồi nắm tay nhau đi vậy đó anh Linh. Không, em thấy cái nắm tay thì có nhưng hôn là tại này. Sorry. Tức là nắm tay là ông bà là nắm tay lúc gọi là tình tứ thôi. Còn ra ngoài đường lớn tuổi rồi mà, ông là đi trước, bà đi sau là kiểu xấu hổ. Đấy, thế nhưng mà đợt vừa rồi đi là thấy hai con nắm tay nhau là ông bà cũng dắt tay nhau đi. Đó. Nhưng con thấy nó dễ thương lắm chú. Cũng truyền cảm hứng từ con rể không? Thấy nắm tay vợ mình cũng nắm tay vợ mình. À, bổ sung này, tức là từ cái buổi đầu có một chi tiết này, tôi rất là thấy hai bà cháu, tức là cháu gửi tôi ngoài để hai vợ chồng trong này để còn nhà cửa lo để cho tôi vào. Thì anh ấy ra đón, ra sân bay đón. Mà anh ra sân bay đón cái biết là anh không ra, ở nhà anh có một cái máy của anh như thế kia. Anh có cái máy của anh đặt ngay cửa, anh quay từ lúc ở cầu thang máy lên quay vào. Giống như là làm việc ở trong chương trình này, quay cho đến khi tôi chỗ hai vợ chồng, hai ông bà vào nhà, quay vào trong nhà. Thì anh ấy quay để cái cảnh ban đầu mà bố vợ về ở với con rể, quay cái cảnh rất lãng mạn. Đây là bằng chứng ấy. Thế tôi ở cầu thang máy, tôi lên nhìn thấy ông nhau quay phim. Khi ra đón sân bay là con gái ôm bó hoa. Thế là thì thấy bố mẹ xuống, thì mình dẫn cháu xuống sân bay đi ra cái là tặng của mẹ bó hoa. Bó hoa này mà mấy trăm nghìn phải ăn mấy ngày hết. Ừ, bó hoa chắc cũng mấy triệu á. Mấy triệu. Cha con rất là yêu thương nhau thế, hiểu nhau thế, nhưng mà có bao giờ có một chuyện nào đó mình hiểu lầm hay là mình buồn con mình không nói không chú? Không, cũng có đôi lần nhưng nó không phải lớn lắm. À, hồi trước anh ấy có một cái xe máy nó cao, con bước lên mãi nó xuống mãi không biết được. Thì bất ngờ tôi đi ăn sáng, tôi nhìn thấy ở dưới cầu thang thì tôi có vẻ có buồn mà. Tại sao con nó ghé thế mà anh không nhấc lên? Thì anh đang gọi điện thoại, thế là cháu thì cứ trèo lên lại xả xuống. Thế tự nhiên vì tôi rất thương cháu ngoại, thật ra là thế đây là thấy thế cũng rất buồn. Về nói với mẹ nó mà sao bố nó không nhấc nó lên một cái mà cái xe nó cao. Thế nên mẹ nó bảo là anh ấy đang nghe điện thoại, anh nghe xong anh nhấc thì sau đó cháu nó lại trèo được, nó lại mặc váy nữa cơ. Đấy, cái cũng có những cái chi tiết thì có, nhưng mà không có một bát canh ngon, nhưng mà thỉnh thoảng nó phải có hạt sả. Dạ, đúng rồi chú. Thật ra nếu mà gặp ông bố vợ nào mà khó chịu nữa bay qua luôn. Làm gì hả? À, sao ông đỡ nó lên? Ừ, xong rồi để cháu tao thế là ra. Để cháu thông vậy không được nha. Thế là con rể nó cũng đang nghe điện thoại. Từ từ bố. Đó, xong rồi sực nhau. Là sực nhau bắt đầu là luôn, dạ. Hoặc là không sực nhau tại đó nhưng mà ngấm ngầm. ông là cái gì vậy? Bây giờ thôi, dạ. Tâm ra một kia lấy giùm Linh cái gì đó. Tâm ra đây coi. Dạ, món quà bí mật à? Dạ. Quà đó. Bánh trái rồi mang đi anh. Trái rồi. Nó chứ khó, anh nói chuyện với chú lên rất là hợp. Bởi vì anh rất là thích cái chuyện của chú nha.
giống không biết em sao nhưng mà cảm giác của anh à, khi nói chuyện với chú á, những cái câu chuyện ngày xưa anh rất là thích. Anh giờ giống như tuổi cũng gần già rồi đó. Dạ, đây là món quà bí mật ạ. Anh chuyên gia chơi trò bất ngờ. Trời ơi, ai mà nào. Dễ thương quá. Quá bí mật luôn á. Thì vậy không cho anh biết luôn đúng không chị? Không cho biết. Bí mật. Rồi. Nói chuyện trò chuyện với chương trình rồi. Và ngày hôm nay thì Thi Thảo đến đây không nói cho bố cũng không nói cho chồng à, bất ngờ chuẩn bị một món quà rất đặc biệt dành cho hai người đàn ông tuyệt vời này. Và món quà này cũng nhờ sự hỗ trợ của ekip bên chương trình để có thể thực hiện được. Em ngồi đây viết lên những dòng cảm xúc này sau hành trình 9 ngày chúng ta bỏ hết công việc cùng bộn bề cuộc sống để rong ruổi cùng bố mẹ trên cung đường biển dài 2.400 km cả đi lẫn về từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng. Khi ta đến với nhau, có lẽ một trong những giá trị lớn nhất chúng ta hướng tới là báo hiếu. Chúng ta không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt mà chỉ mong tạo nụ cười cho cha mẹ. Em biết rằng khi dịch vẫn hoành hành, miền Trung mưa bão mà đưa bố mẹ đi như vậy thì chẳng ít người sẽ nghĩ em là con dở hơi. Vậy mà anh vẫn tự hào, hào hứng, chấp nhận làm tài xế. Vui mừng, anh nói với em rằng chẳng ai sống thay phần đời của mình được. Vậy nên ai nói cứ nói, anh sẽ đi cùng em vì anh biết rằng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Chúng ta đã được một hành trình viên mãn, quãng thời gian giá trị cùng với bố mẹ anh nhỉ. Chúng ta đã thấy niềm hạnh phúc của bố mẹ sau nửa năm trời trốn chặt trong nhà và không dám ra đường vì dịch. Nếu không phải bây giờ thì biết bao giờ mới thực hiện được hành trình đó. Niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt và nụ cười mãn nguyện. Bao nhiêu tiền để có được hạnh phúc, niềm vui cho bố mẹ đúng không anh? Ta hãy sống trọn phần đời của mình thật hạnh phúc và ý nghĩa vì cha mẹ là những người chúng ta yêu thương, anh nhé. Khi con cất tiếng chào đời, mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trần đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi tay con bên đôi. Cả thế giới thương lại bằng hình hài nhỏ bé. Cha vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày. Vì chính cha cũng là một clip đấy. Cảm động nha. Cái điều mà khi mà em coi được cái clip này đó, em cảm nhận được cái tình yêu thương của chị dành cho ba mẹ. Mà em kiểu như là em cũng thèm khát á. Thèm khát mình ước gì mình cũng có thể đưa ba mẹ mình đi du lịch, đi đây đi đó. Đó cho nên là em nghĩ là khi mà khán giả coi được cái tập này, khi mà coi được cái clip của chị làm cho ba mẹ của mình á, mọi người sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương, cái giá trị của gia đình nó lớn lao như thế nào. Về bàn với chồng đi em. Đưa ba mẹ đi. Chúng ta đều rất là bận rộn đúng không chồng? Nghĩa là đôi lúc mình cứ bị cuốn theo ấy. Dòng đời xô đẩy và cuốn đi và mình cứ bận rộn với công việc hoài thôi. Thì sau đợt dịch tự nhiên ngồi với ngẫm lại rằng là ồ, lâu lắm rồi mình không có dành thời gian để đưa bố mẹ đi du lịch. Nhưng với bản thân chị thì từ trước tới giờ chị luôn luôn có một khoảng thời gian để làm điều đấy cho ba mẹ. Và bố chị cũng đã viết trong cái dòng nhật ký của bố là bao nhiêu chuyến. À, con đưa bố đi bao nhiêu chuyến bố nhỉ? 28 chuyến. 38 chuyến, gần 40 chuyến. Từ ngày mà bắt đầu lớn lên kiếm được tiền. Thì chị có nói với anh Nam, khi mà hai người đến với nhau á, chị nói là cái giá trị lớn nhất mà chị hướng tới đó là báo hiếu cho ba mẹ. Mà cuộc sống của chị bây giờ có được như thế này, và có được một chút ít thành công và vượt qua được rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều gian khổ trong cuộc đời, cũng chỉ vì mình muốn rằng là làm cho bố mẹ mình tự hào. Bởi vì em biết là chắc bố chị có, không biết đã chia sẻ chưa, nhưng mà nhà chị bốn anh em thì anh cả cũng đã mất cách đây 4 năm rồi. Anh thứ hai thì cũng bị tai nạn và cũng mất trí nhớ. Anh thứ ba thì đang ở Hà Nội, còn lại là chị bây giờ hiện tại đang sống với bố mẹ cũng được 7 năm rồi. Vậy thì cái trách nhiệm của mình là làm sao để cho bố mẹ tự hào và làm sao để cái phần đời cuối cùng của bố mẹ
chỉ có niềm vui thôi, chỉ có hạnh phúc thôi. Và chị cũng nói với anh Nam là nếu về với em thì giá trị đầu tiên em hướng tới đó là việc báo hiếu. Thì anh Nam cũng như vậy, anh Nam cũng là một người mà cũng rất có hiếu với ba mẹ anh Nam. Và đó có lẽ là cái sợi dây gắn kết đầu tiên mà hai đứa có thể đến với nhau được. Và điều tuyệt vời hơn nữa là người ta nói là con rể mà ở với bố mẹ vợ khó lắm. Con dâu ở với bố mẹ chồng thì đôi lúc còn nhường nhịn này kia, nhưng mà con rể mà ở với bố mẹ vợ thì vô cùng khó. Và hơn nữa chị cũng phải vượt qua điều là các anh nói rằng là bố mẹ tại sao không ở với các con trai mà tự nhiên lại vào trong thành phố Hồ Chí Minh xa xôi 2000 cây số từ Hà Nội mà lại đi ở với con gái. Thế thì chị cũng phải thuyết phục các anh rằng là bố mẹ ở đâu hạnh phúc, bố mẹ ở đâu cảm thấy vui, và em có điều kiện chăm sóc thì thôi các anh cứ để bố mẹ ở với em. Và quan trọng là các anh cũng theo dõi hành động của anh con rể này xem là liệu có ổn hay không, có sống với bố mẹ ổn hay không. Bước đầu cũng nghi ngờ lắm, cũng nghi ngờ là có vấn đề đó. Nhưng mà một thời gian sau thì thấy anh ấy quá ổn, gần như là bố mẹ có thêm một người con trai nữa. Nên là đấy là một điều vô cùng tuyệt vời và chị rất là tự hào về về anh xã của mình. Sẽ có bao nhiêu gia đình nhìn vào gia đình này cũng khát khao. Ước gì tôi có một chàng rể như thế, hay là chàng rể ước gì tôi có một bố vợ như thế, và nhiều gia đình nó ước gì tôi có gia đình như thế. Nhưng thực ra lịch sử gia đình của chú rất là vất vả. Nếu ai biết được gia đình của chú như thế thì cô chú xứng đáng được nhận những cái thành quả như ngày hôm nay. Đó tình yêu thương của con rể cùng với con gái của mình và tất cả con của mình. Đáng trân trọng và đáng quý làm sao với gia đình của cô chú. Chúc cho chú và cô mãi mãi hạnh phúc và thật xứng đáng để đón nhận tất cả những hạnh phúc trong cuộc sống này của con cháu mình. Cảm ơn em, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn hai MC.